Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV. Xin được kính chúc cho quý vị và các bạn luôn luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, đây là phần 2 lễ đưa tang đồng chí thiếu úy Phan Võ Đức Trọng. Đồng chí Phan Võ Đức Trọng sinh năm 1995. Không may, trong khi đồng chí tham gia giao thông và đã gặp tai nạn, sau vụ tai nạn đó cũng đã được gia đình cùng với các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc và cứu chữa. Nhưng nay đồng chí đã ra đi không bao giờ trở lại, để cho bố mẹ, cho các anh em cùng toàn thể mọi người đau xót ngập ngùi. Giờ tiễn đưa đã tới, những giọt nước mắt của gia đình của đồng chí cũng như tất cả anh em trong cơ quan đơn vị cũng không khỏi xót xa bùi ngùi. Nhớ khi công lao của cha mẹ bằng ấy những năm tháng qua, biết bao nhiêu những gian truân vất vả của cuộc đời. Cho đến ngày hôm nay thì đồng chí cũng đã khôn lớn trưởng thành, đã có nghề nghiệp ổn định. Nhưng than ôi, giờ đây đồng chí đã mãi mãi rời xa gia đình, để trở về vui với nắng sớm mây chiều, không có một lời từ biệt. Công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra. Núi Thái Sơn thì núi cao vời vợi, nước trong nguồn chảy mãi không thôi. Sự ra đi của đồng chí không những để lại cho cha mẹ, cho ông bà, cho tất cả anh chị em bạn bè đồng nghiệp những nỗi tiếc thương vô hạn. Đồng chí tuổi đời còn quá trẻ mà giờ đây đã vĩnh viễn rời xa gia đình, biết bao giờ gặp lại được nữa. Rồi từ đây, những khi cơm bữa, chỗ còn đây mà chẳng thấy người đâu. Hôm nay đây, để cho người tóc bạc trên đầu, lòng đau xót ngậm ngùi rơi lệ. 80-90 giờ này đây không kể, mà tuổi xanh còn lỡ đi đâu. Để giờ này đây tóc bạc trên đầu, thương nhớ lắm tuổi xanh còn trẻ. Còn biết bao nhiêu giờ đây sức khỏe, sự nghiệp công danh mãi mãi không còn. Công lao ấy cha mẹ đã một đời vất vả để nuôi cho đồng chí cho đến ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây đã không bao giờ gặp lại. Thưa các quý vị, đúng là đi khắp thế gian thì không ai có thể tốt được bằng mẹ. Mây trời có lồng lộng cũng chẳng phủ kín được công cha. Tảo tần sớm hôm, mẹ đã nuôi con khôn lớn. Mang cả tấm thân gầy, mẹ lại che chở cho các con. Đến hôm nay thì con mất không còn. Cuộc đời này thì bố mẹ thương nhớ mãi. Dẫu biết rằng bố mẹ đã biết bao nhiêu từng trải, vì các con mà gian khổ đã nhiều,
Nhưng ngày hôm nay đây, đồng chí chưa báo đáp cho bố mẹ được bao nhiêu, thì giờ phút này đành chia tay vĩnh biệt. Hôm nay đây, con về nơi suối vàng, con đâu có biết cha mẹ ngậm ngùi, thương tiếc biết bao nhiêu. Giờ này đây gió mưa tiêu điều, một mình con đêm ngày lạnh lẽo. Con ra đi hãy chở che cho cha mẹ, ông bà, cho anh chị em trong cơ quan, trong đơn vị, luôn luôn được mạnh khỏe, luôn luôn được bình yên. Thưa quý vị, những giây phút xót xa nhất của cuộc đời là như vậy. Cũng chỉ mong rằng cho linh hồn của đồng chí thanh thản được về cõi vĩnh hằng, được an bang mát mẻ, độ trì cho tất cả nhân dân, cho gia đình, cho mọi người được bình yên. Cảm ơn các quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp video.